Dạ, vì hàm răng con sẽ thi tiếp. Rồi, rồi. 3, 2, 1, 60 giây bắt đầu. Chị nghe nè Nhã Phương. Em nói đi. Cái gì bị trầm cảm sơ sinh hả? Hồi dáng đi em, phụ nữ ai cũng vậy hết trơn á. Cái gì trầm cảm nặng hả? Trời ơi, thôi đừng có xin nữa nghe không? Trời ơi, em đừng buồn. Em nói gì? Em hỏi gì tiền nhiều để làm gì hả? Cũng tùy người em. Tiền nhiều người ta cảm thấy đủ rồi nó sẽ đủ. Còn nhiều người ta cảm thấy không có đủ rồi nó sẽ không có đủ. Em thấy đó, có nhiều người ta ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ à, người ta lượm 100 triệu. Có nhiều người người ta bấm nút mười mấy cái hả, người ta lượm mấy chục triệu. Vậy đó mà người ta mở quán nhà hàng cơm quê, mở quán cà phê đồ kiếm thêm. Ừ, đúng rồi, chưa đâu em. Còn nhiều người lạ lắm. Trời ơi, nghĩ làm sao siêng xảo người ta không cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà bây giờ mở cái quán à má chiếc cành gì đó rồi bị người ta dựng nguyên cái la cót lên, có buôn bán gì được đâu. triệu. Một thí sinh bước ra dập hết ban tổ chức, từ MC giám khảo nó dập không còn cái gì. Mà tại vì nó đúng thiệt, tại hiện tại là đang bị lô cốt, nhà hàng đang bị lô cốt phía trước mặt. Mới dựng cái nhà hàng lên chừng tháng sau nó xây cái hết bên trong luôn. Mở cái cửa là thấy lô cốt rớt nước mắt. Không nhờ quý vị khán giả thương nhà hàng em không tồn tại tới ngày hôm nay. Mà nhỏ nó nói cái đúng điểm. Cái đó anh thương chỉ nữa. Trời đất ơi, nó trù vợ tôi bỏ tôi, rồi nó nói thằng Huy không ra con người. Rồi Nhã Phương trầm cảm sau sinh chồng ra gì luôn. Rồi và nhà hàng tôi nó trù dẹp luôn. Không còn cái gì mà nói em nữa rồi em gái à. Vì một hàm răng làm tất cả mọi chuyện. Thách thức răng hàm. Bây giờ là được 40 triệu. Đúng là cái răng, cái tóc, cái gốc con người. Bây giờ hiện tại là 40 triệu và có vé vào gala. Bây giờ 40 triệu nè. Qua bên cái chỗ làm răng Ngô Kiến Huy, qua ngồi xuống. Anh Huy đâu? Mọi cái răng của tôi phải cần anh Huy giám sát. Trước khi vào phải làm vậy nè mới thấy ghét. Ngồi xuống chệm chề đúng không? Chỉ cần một ly cà phê Ý mà đúng ý nha. Đây là khoảnh khắc chúng ta sẽ đối diện cái câu trả lời của bé, đó chính là bé sẽ quyết định là mình lấy 40 triệu đồng hay mình quyết định chinh phục giải thưởng cao nhất là 100 triệu. Trước khi mình thi thì mình nói chuyện với nhau một tí đi nè. Dạ. Sao con nghỉ học sớm quá vậy? Gì? Sắp thi 100 triệu, đừng có khóc. Dạ tại mẹ cũng bệnh. Rồi bây giờ mẹ khỏe chưa? Thì chưa, mẹ con bị tai biến. Nhà có mấy anh chị em? Dạ 3 anh em. Mà anh con thì đi làm xa rồi. Em gái con thì mới 16 tuổi rồi. Rồi xưa làm răng làm, tại sao mà làm ở đâu mà nó bị cái vụ đó vậy? Dạ con làm ở dưới quê á. Không, ý là mình bị cái gì mà mình đi làm răng rồi mình mới bị như vậy? Dạ con bị súng răng. Đấy là răng sâu đi nhỏ hay là như thế nào? Dạ con bị sâu răng á. Rồi cái lớp 8, lớp 9 là lúc đó con biết rồi, con xấu rồi. Cái con mới đi làm răng lại. Là lúc đó con làm một cái có 300 ngàn. À, trồng răng lại. À là trồng lại. Cái tới bây giờ cái không biết sao tự nhiên cái hàm của con nó bị chảy mũ hoài à. Rồi nhiễm trùng. Dạ nó bị hôi. Cái con sợ lắm. Người ta kêu con đi vô bệnh viện chụp hình đi. Đúng rồi. Con sợ lắm. Cái con mới vô bệnh viện chụp hình. Rồi người ta nói phải mổ, phải nạo vét gì đó. Đúng rồi. Cái con sợ quá, con không có dám làm. Cái con để hoài vậy đó. Con nghĩ là con xúc miệng đầy đủ là không sao hết trơn á. Mà cái tới lúc mà con lên bệnh viện lớn để mà con chụp CT luôn á thì người ta nói là của con bị nang răng luôn, bị nang răng là bây giờ bắt buộc phải mổ rồi. Cái này là gọi là bệnh rồi chứ không còn là bên thẩm mỹ nữa, cho nên là phải nhập viện đặng mổ. Là con mới bắt đầu về sắp xếp công chuyện gia đình rồi con nhập viện. Là cái ngày con vô con mổ con run lắm, là con xỉu trong phòng mổ luôn, mà con muốn xỉu đi đó, tại con sợ lắm, mà không biết sao chích thuốc tê vô cái không có đau. Thuốc tê làm cho mình không đau đó, đau chích làm gì bà. Là ý vậy là cho ai là sợ làm răng á là người ta không có sợ nữa. Ai cũng biết, có mình bà không biết thôi đó. Thế là bây giờ hiện tại là đã ổn định rồi? Dạ, để cho nó lành vậy thôi. Là tức là bà thành công về cái sự mổ đó rồi? Dạ. Tức là hiện tại đang chờ lành thôi? Dạ đúng rồi. Ăn uống là phải kỹ càng? Dạ. Con là phải sạch sẽ, nhiều, ăn uống kỹ, không ăn những cái gì mà nó dễ lên men, nhớ nha. Dạ. Chứ để cái này mà nó nhiễm trùng về sau khổ lắm con gái mà. Dạ. Sao? Quy có ý kiến gì không? Dạ thì đó, em đã nói từ đầu rồi, để bé đỡ tạo áp lực cho bé thì dĩ nhiên là em sẽ hỗ trợ toàn bộ về phần thẩm mỹ răng cho bé. Con hiểu không? Con hiểu cái chữ hỗ trợ toàn bộ không? Dạ là con ý là con làm một cái 1 triệu thôi à. Vậy hỗ trợ toàn bộ, hiểu làm cái chữ hỗ trợ toàn bộ không? Tức là sau khi con lành về cái hàm rồi là bác sĩ bệnh viện nói là bây giờ đi làm răng đi, thì con sẽ tới chỗ anh Ngô Kiến Huy và không tốn 1 đồng. Xá liền, xá 2 lại liền. Tức là hiện tại là đã được 40 triệu về lo cho mẹ và không tốn 1 đồng nào hết. Về cái hàm răng đẹp là có anh Huy lo. Mà bây giờ mà bình tĩnh lấy được 100 triệu đời bước sang một trang mới. Anh Huy sẽ tới cái ngày mà con đi làm răng, anh Huy sẽ có mặt để mà cho con yên tâm giám sát luôn. Dạ vậy một chút con xin địa chỉ của anh Huy. Dạ. Đúng rồi. Mà quên con bé này, ta mà quên lắm phải không? Mình phải giám sát, mình bấu vô liền chứ để tài trợ hết, qua cà phê uống miễn phí luôn. Mai mốt con có biết không, làm gì mà người ta giả bộ tao nói quên á, con đứng trước cửa tiệm nha, con đứng hoài cho chú. Cái câu đề các bạn Ngô Kiến Huy để làm tôi ra nông nổi này. Dạ trước khi con... Giờ bán gì? Dạ con bán quần áo, con bán livestream á. Livestream quần áo gì? Bán livestream. Dạ quần áo nữ. Quần áo mặc thường ngày hay là đồ gì? Dạ phụ nữ mặc cái gì là con bán cái đó đó. Nhìn cho phải đẹp. Mà bán đắt không? Dạ đắt, con like vậy là 80 mấy người coi lận á. 80 mấy người coi hả? Dạ ở quê con vậy là nhiều rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà trong 80 mấy người coi đó thì bao nhiêu người mua? Thường dạ. Sau một lần like bao nhiêu người mua? Chắc cũng khoảng 10 mấy 20 người à. Ê vậy là thành công nha. Anh Thành có nghĩ đến một cảnh tượng không? Là sau ngày hôm nay bé livestream một cái 8.000 người coi chứ gì nữa, 9.000 người mua. Bữa nay mà con thăng yên hả bác? Dạ. Thì đủ bà con xung quanh sớm. Không, nhiều khi vậy thiệt á con. Đúng ơi đó. Sau khi con thắng 100 triệu bà chủ của con sẽ nhìn con khác. Dạ đúng rồi, hồi lúc con đi làm mướn cho người ta mà bây giờ con ra con bán riêng rồi. Lên à.